Hôm qua em có giới thiệu chiếc bếp từ hàng bãi của Nhật Nhật Bản này. Thì hôm nay em sẽ làm cái clip hướng dẫn các bác cách sử dụng nhé. Cách sử dụng. Thì báo cáo các bác là đối với lại dòng bếp này thì họ dùng điện 200V, nhưng mà mình về có thể dùng điện 220. Các bác chú ý hộ em là về cái đầu này, đầu điện này. Cái đầu điện này của bếp ấy, thì là đây là đường âm, đường dương hoặc dương âm. Cái này là đấu hai đường điện vào đây. Còn đây là đường mát thôi nhá, đây là đường tiếp mát. Thì như kiểu em đang đấu bên kia kìa. Thì về các bác nào nếu như không kiếm được cái cọc chuyển đổi, các bác có thể cắt cắt đến đây cũng được, hoặc là đấu trực tiếp vào đây. Nhưng mà đấu trực tiếp vào đây phải cuộn băng dính để cho làm sao nó tiếp xúc rất là tốt, đừng có để nó chập chờn, bởi vì là những cái dây nó họ thiết kế dây to bằng ngón tay này, bác biết rồi. Đấy, như vậy như kia kìa. Đấy, thì những chiếc bếp này, từ này thì báo cáo bác là giờ là rất nhiều người dùng chứ không phải mình em, mà dùng nó sạch sẽ, an toàn. Và đặc biệt là nhiều bác thì cứ nghĩ là nó tốn điện, cứ nhìn thấy nó là 2 kW hay bao nhiêu. 2 kW bác cứ nhân cái tốc độ điện với lại bác chia ra ga xem. Dùng cái này còn rẻ hơn ga nhiều và sạch sẽ. Con này gồm có 5 bếp. 5 bếp ạ. Loại này nhà em thì dùng lâu rồi, không nói rồi. 5 bếp gồm có một bếp này, hai bếp đang đặt đây, và bếp thứ ba là bếp hồng ngoại đây. Và bếp thứ tư là bếp nướng, cái lò nướng ở dưới này. Lò nướng ở dưới này. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác cách sử dụng. Và cái chiếc bếp này có mức giá là 5 triệu 8. Thì tại sao con này nó lại 5 triệu 8 mà những con kia nó chỉ có 4 triệu mấy thôi? Thì đối với con này, nó là đời con này là đời 30 EB1. Con này thì hàng tất cả tên đều là tên của Nhật hết. Đây, kể cả cái model. Model bên cạnh hông này, bác nhìn này. Đây. Đi IH này. Đây, tên hãng của nó Nhật hết. SUS30EB. Được chưa? Đấy. Điện 200V. 200V điện mình 220 vẫn cắm thoải mái bác nhé, không lo đâu nhé. Nó được dung size 10%, nên là 100V thì được có thể cắm lên được 110. 200V thì có thể cắm được 220. Đấy, nhưng thoải mái, bác dùng thoải mái, em đang cắm 220 luôn. Ok chưa ạ? Thì sau đây Tuấn sẽ hướng dẫn các bác cách dùng. Thì đối với loại này, nó lại có một cái cảm biến ở trên này. Có bộ phận cảm biến này là bếp trái, bếp phải ở đây. À, bình thường bác mở này cũng được, bác không mở cũng được, bác cứ đặt này. Nếu như khi nào bác cần dùng cái bếp hồng ngoại này, dùng cái bếp này này, hoặc là cái bếp nướng này, thì bác mới cần mở dưới này ra. Bởi vì là bếp nướng là hình con cá đây nhá. Cái bếp này là hình con cá đây. Bác chỉ cần ấn này. Đấy, thấy chưa? Đã chạy. Là cái bếp nướng này đã chạy. Và bác tăng giảm ở đây. Giảm này, tăng này. Đấy. Đấy là bếp hình con cá, là bếp nướng. Đây này. Đấy, đã ấm rồi này. Đấy, rất là ấm. May. Ấm rồi, thấy chưa? Đấy là hình con cá nướng. Hoặc là cái bếp sau cùng này này, là cái bếp hồng ngoại này. Đấy, bác ấn vào đây. Đây là bếp hồng ngoại. Bếp hồng ngoại này có thể nấu được tất cả các nồi. Đây, nó là bếp này. Cái bếp này nó sẽ đỏ rực lên, bác nhìn thấy chưa? Đấy chưa? Nó đỏ chưa? Nó bắt đầu đỏ rực lên và các bác có thể nướng ở trên này cũng được. Hoặc là nấu được tất cả các loại nồi, bởi vì là bếp này là bếp hồng ngoại sinh nhiệt, nên là nồi nào cũng đặt được, kể cả là nồi này. Các bác có thể đặt ở đây nấu được. Bởi vì nó là bếp hồng ngoại, nó sinh nhiệt. Còn cái bếp này là bếp từ, chỉ nấu được nồi inox nó như này chẳng hạn. Nồi bếp từ, đây là nồi bếp từ được chưa? Cái bộ bếp từ bây giờ họ bán rất là nhiều nồi này. Và nồi bếp từ này sạch sẽ, phải nói luôn là rất sạch sẽ luôn. Đấy, có thể là lau sạch nhé. Đây là con này là con mắt cảm biến nhắc là nhiệt độ nóng. Khi các bác nấu nhé, bác con tắt điện hết con này vẫn báo. Nó báo là khi nào nó hết chớp nháy thì nó báo là cái mặt này đã bị nóng đấy. Để báo an toàn, thì báo an toàn các bác. Đấy là báo là an toàn các bác. Đấy. Con bếp nhiệt ở đấy chưa? Sủi lăn tăn rồi đây. Đấy bác nhìn chưa? Đây là bếp hồng ngoại. Có thể nấu và nướng, nướng các loại được chưa? Đấy. Được chưa? Còn bác không dùng nấu thì bác cứ tắt ra đi. Và bác cũng không cần bật này. Còn nếu bình thường nhà gia đình mình đa số là dùng hai bếp này nhiều nhất. Hầu như là dùng 99% là hai cái bếp này. Thì trong cái hai cái bếp này bác chú ý hộ em là có một bếp 3 kg và một bếp 2 kg. Có nghĩa là bếp này tốc độ nó nhanh gấp rưỡi cái bếp này luôn. Bếp này tốc độ 3 kg mà. Và nấu này nhiều bác nghĩ là thấy nó ghi kilowatt điện nó kêu nó như này bác sợ nó tốn. Không tốn nhiều bác nhé. À, tốc độ nấu của bếp từ này nó nhanh gần gấp đôi đến gấp 3 lần bếp ga. Trừ bếp ga công nghiệp thì không nói rồi. Bếp ga và tốn kém thì không tốn như bếp ga đâu bác nhá. Sạch sẽ không tốn nhá. Bây giờ em Tuấn bật cho bác này. Đấy, không cần bật mở hộp này. Bác chỉ cần sờ tay ở đây này. Đây là biểu hiện bếp trái, đây bếp phải, bác sờ tay này. Đấy, lên luôn chưa?
Đấy, bác có thể tăng giảm tại đây. Tăng giảm đó. Tăng giảm nhiệt độ ở đây luôn. Cảm ứng hết. Đấy. Bếp này 5,8 triệu, tăng giảm nhiệt độ. Đây là bếp từ bếp bên này là bếp 3 kg. Tốc độ nhanh gấp rưỡi bếp bên này. Bếp bên này 2 kg. Ok chưa? Đặt cái sôi luôn. Nên là nhiều lúc các bác cứ nghĩ là dùng điện thì nó tốn lắm. Nó sôi nhanh như này thì làm gì đồng hồ nó sẽ chạy nhanh lắm, nên là không tốn bác nhá, dùng rất là tiết kiệm và sạch sẽ và nấu rất là nhanh. Phải nói luôn là nấu nhanh lắm. Mình nấu một bữa cơm ví dụ tầm 25 30 phút thì nấu bếp từ này nó chỉ tầm 10 đến 15 phút thôi bác ạ, đã sôi rồi mà. Đã sôi thì mấy mà đấy, bác thấy chưa? Nhưng bếp ga thì còn lâu. Ok chưa ạ? Đấy. Có thể tắt tại đây. Đã sôi ngay. Thì bác sang bên này thấy bếp 2 kg này. Bác cũng để sở cả bừng đây. Đấy. Bác cũng có thể tăng giảm tại đây luôn. Nấu bếp từ nó nhanh lắm, sướng lắm bác ạ. Bác nào đã dùng bếp từ bác biết. Mà những bếp bãi này thì nó mới giá trị nữa, được chưa? Đấy. Nên là cái tốc độ sôi rất là nhanh. Đừng có nghĩ là tốn điện. Phải nói là cực kỳ sạch sẽ, tiết kiệm. Sạch sẽ, tiết kiệm. Ngoài ra thì các bác có thể cắt mặt bàn đây. Cắt mặt bàn theo cái khung này của nó. Và mình thả. Các bác cứ cắt vừa cái khung bên này nhá. Các bác cứ cắt vừa cái khung này cho em. Vừa khung trong này. Khung trong này thôi. Sau đó bác bỏ cái lồng này ra, bác nghiêng nhá. Bác nghiêng cái bếp, bác luồn đầu này xuống. Nói chung nó có nhiều cách lắp, rất là dễ lắp. Nhiều bác đừng có cắt rộng quá tràn ra ngoài này để thả bếp nó dễ nhá. Đừng cắt. Mình sẽ nghiêng cái đầu bếp này này, nghiêng cái chỗ này lao xuống trước để nó vào gờ là thả kia là tọt là vừa. Đấy. Chứ nhiều bác lại nghĩ là cứ đo là cứ cắt bằng cái này là không được đâu nhá. Không nên cắt như thế. Đấy bác thấy chưa? Nên đa số dùng là 99% hai cái bếp này hầu như không phải mở đây mấy đâu. Còn ở dưới này thì nó có chế độ này, bác nhìn này. Nó có chế độ, bác nhìn nhá. Chế độ khóa trẻ em này, bác nhìn thấy chưa? Đấy. Khóa trẻ em này. Thì bác đi bác ấn bác giữ vào đây cái nó sẽ khóa, trẻ em không nghịch vào đây được. Đấy, khóa trẻ em hoặc là hẹn giờ. Đấy. Các bác có thể hẹn giờ này. Em bác nhìn nhá, ví dụ như cái bếp này đúng không? Bếp này. Đúng không? Đây. Bật này. Đúng không? Đây bếp rồi chẳng hạn. Bác có thể hẹn giờ này. Đâu nhỉ? Nó hẹn giờ. 1 2 đây 1 2. Đây hẹn giờ đây. Đấy. Đây là giờ, ví dụ như là 1 phút nó sẽ tắt, nó sẽ tự tắt luôn. Đấy, có nhìn chưa? Là đúng 1 phút là nó sẽ tự tắt luôn. Đấy, nó để ý đây là hẹn giờ. Cái chữ này là hẹn giờ này. Bếp nào cũng có này, hẹn giờ này. Hẹn giờ này. Hẹn giờ. Đấy. Được chưa? Ví dụ bác bật bếp này đấy. Nó chỉ ấn vào đây này. Đấy nhưng mà nó chưa có nồi. Đây em đang ấn hẹn giờ thử xem nào. Đấy, đợi này. Sôi nhanh lắm bác ạ, nên nấu bếp từ sướng lắm. 5,8 triệu. 5,8 triệu. Tất cả những cái bếp còn lại, bác cứ đợi tí nữa tự tắt. Tất cả những cái bếp còn lại này, bếp này là 4,8 triệu. 4,8 triệu, à 4,6 triệu. Bếp số 3. 4,8 triệu, bếp số 3. Bếp này 2 kg, bếp này 2 kg. Bác thấy chưa? Báo tắt này, tự tắt bếp. Hẹn giờ 1 phút đấy. Tự tắt bếp này. Tự tắt bếp, bác thấy chưa ạ? Đấy là mình hẹn giờ, mình ví dụ mà tôi cần đun cái nồi này 3 phút nữa, tôi ấn 3 lần, 3 phút đi, nó tự tắt. Tất cả các bếp này đều có chức năng y như vậy hết. Bếp nào cũng có chức năng hẹn giờ. Và đây, con bếp này. Con bếp này là 4,6 triệu màu đen. Nhưng mà bếp này 2 kg, bếp này 2 kg. Còn con kia là có một bếp 3 kg, một bếp 2 kg đúng không ạ? Còn đằng sau 1 kg 2. Bếp này 4,6 triệu, số thứ tự số 3. Mặt màu đen nhá. Giống hệt tất cả chức năng y như con kia hết. Y như con này vừa, nhưng mà chỉ có cái là không có cái nút cảm ứng ở sờ trên này này thì nó sẽ rẻ hơn được 1 triệu. 4,6 triệu con số 3. Con số 2 này cũng là 4,6 triệu. Tại sao hai con này, một mặt màu đen, một mặt màu trắng, mặt đen này, hai con này viền to cũng 4,6 triệu, chức năng y như vậy, hàng đẹp xuất sắc. Sang bên này, con này là 4,8 triệu, thì con này cũng chức năng cũng không khác gì con kia, không khác gì hai con này, nhưng con này lại đời viền bé hơn, viền này nó bé hơn một chút thì nó 4,8 triệu, còn giống hệt, ba con này giống hệt nhau, chức năng bốn con này giống hệt nhau, nhưng mà con kia là có một bếp 3 kg thôi. Còn những con này là bếp 2 kg, đều 2 kg, tất 2 kW hết. Giá con này là số 1 4,8 triệu. Con số 2 này 4,6 triệu. Con số 3 này cũng 4,6 triệu. Con số 4 này, con này vừa test đây là 5,8 triệu. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em.
tất cả các chức năng giống hệt bên em gửi đi cho bác, em đều test như cho như vậy hết.